Đây Có là cần chánh hay không? mình câu Có chánh nữa. Quay cho em một cái chánh. mình câu King George Whiting mà mình phi lê ba con tại chỗ cá chỗ này bữa nay cá to không à, phi lê ba con rồi anh em là làm bài bản rất là còn quá Hải đó. Lần đầu tiên là qua Úc cho trải nghiệm cái này đó. Van đỏ đúng ra là phải uống van trắng nhưng mà bây giờ không có van trắng uống van đỏ. Quá. Đó là anh Thọ, anh Tình, anh luôn này, anh Bắc Tiên.